Lê Tuyền xin kính chào quý ông bà, cô chú bác, các anh chị, các bạn và các em đang xem video của Lê Tuyền. Hôm nay Lê Tuyền xin chia sẻ cùng cả nhà cách nấu sữa đậu đỏ nha cả nhà. Dạo này trời nắng nóng quá cả nhà ơi, mình nấu sữa đậu đỏ để uống trong những ngày nắng nóng á, vừa ngon, vừa bổ dưỡng, vừa giải khát nữa. Cách nấu sữa đậu đỏ như thế nào để có những ly sữa thật béo, thật thơm ngon? Mời cả nhà hãy cùng vào bếp với mình. Ở đây mình có 500g đậu đỏ mình đã ngâm nở, 500ml sữa tươi không đường, 200ml sữa đặc, 100g đường và một muỗng cà phê muối. Đầu tiên mình sẽ cho hết 500g đậu đỏ này vào trong nồi. Và tiếp theo mình sẽ cho vào trong nồi 1 lít nước. Đậy nắp lại và nấu cho nồi đậu của mình sôi lên. Khi nồi đậu sôi lên thì sẽ có một ít bọt. Mình sẽ dùng vá để mình vớt cho sạch cái phần bọt đi nha cả nhà. Sau khi vớt sạch bọt, mình tiếp tục đậy nắp. Mình đậy nắp hở như vậy để nồi đậu mình không bị trào. Mình sẽ nấu với mức lửa dưới trung bình. Sau 30 phút mình dỡ nắp ra. Bây giờ mình sẽ dùng vá mình vớt đậu lên. Và mình sẽ dùng tay á, mình bóc một hạt đậu và mình bóp nhẹ. Đậu của mình mềm như vậy là được. Mình nhắc đậu xuống và mình sẽ cho vào trong cối sinh tố 300ml nước. Mình múc đậu cho vào cối để mình xay nha cả nhà. Mình sẽ chia đậu ra, xay làm 2 lần nha. Mình sẽ xay đậu cho thật là nhuyễn mịn luôn nha cả nhà. Sau khi đậu xay xong, mình sẽ cho đậu ra một cái rây để mình lọc cái phần xác đậu lại nha cả nhà. Phần đậu này sau khi mình lọc xong lần thứ nhất thì mình sẽ múc mình cho vào cái cối sinh tố để mình xay tiếp lần 2. Và mình cũng sẽ cho đậu ra gây để mình lọc lại thêm một lần nữa. Sau khi lọc lại lần 2 thì mình sẽ bỏ phần xác đậu này đi. Tổng cộng mình đã sử dụng 3 lít nước trong nồi đậu của mình. Bây giờ mình sẽ bắt nồi đậu lên bếp và mình nấu. Nấu khi nồi đậu của mình sôi bừng lên như vậy á, thì mình sẽ vớt cho sạch bọt nha cả nhà. Vớt sạch bọt xong, bây giờ mình sẽ cho vào đây một muỗng cà phê muối bọt, 100g đường cát, 200ml sữa đặc có đường. Mình dùng giá khuấy đều để cho phần sữa đặc không có bị dính ở dưới đáy nồi. Mình khuấy liên tục cho đến khi nào mình thấy cái nồi đậu của mình sôi bừng lên trở lại. Lúc này thì mình sẽ cho hết 500ml sữa tươi vào trong nồi đậu. Nếu như cả nhà thích cái món sữa đậu đỏ của mình béo hơn nữa thì mình sẽ sử dụng thêm nước cốt dừa cũng được nữa nha cả nhà. Mình sẽ tiếp tục khuấy trên bếp khoảng 2 phút. Thì sau đó mình sẽ tắt bếp nha.
Mình tắt bếp và mình nhấc nồi sữa đậu đỏ của mình xuống và chờ cho cái nồi sữa đậu của mình nguội lại. Khi nồi sữa đậu đỏ của mình đang nguội hẳn rồi, bây giờ mình sẽ múc ra một cái ca để mình rót vào trong chai nha cả nhà. Chai đựng sữa thì mình phải rửa cho thật sạch và phơi cho thật khô. Như vậy thì mình mới bảo quản sữa của mình được lâu. Mình đã chuẩn bị sẵn một ly nước đá rồi. Bây giờ mình sẽ rót sữa vào trong ly nước đá. Mình cũng rót sữa vào trong một cái ly mình để ở bên cạnh luôn. Sữa đậu đỏ thì có người thích uống với nước đá, có người thì lại không thích uống với nước đá. Bây giờ mình mời cả nhà cùng uống một miếng sữa đậu đỏ với mình để xem sữa có ngon không nha. Sữa có độ ngọt vừa phải, không ngọt quá, béo và thơm, ngon lắm luôn cả nhà ơi. Mình á thì mình thích uống sữa đậu đỏ với nước đá hơn nè. Mình mời cả nhà cùng uống thêm một miếng với mình nha. Sữa đậu đỏ uống với nước đá trong những ngày nắng nóng á, thì vừa ngon, vừa bổ dưỡng, lại vừa giải khát nữa. Rất là tuyệt vời luôn đó cả nhà ơi. Nếu ai chưa từng nấu sữa đậu đỏ hoặc là đã nấu mà chưa hài lòng thì cả nhà hãy cùng nấu theo công thức của mình. Đảm bảo cả nhà sẽ thích liền luôn đó. Đến đây mình cũng xin kết thúc video của mình tại đây nha cả nhà. Nếu thấy video này của mình hay thì cả nhà hãy cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Nhấn vào cái chuông để khi mình có ra video mới thì cả nhà sẽ là người đầu tiên xem video mới của mình nha. Video của mình sẽ công chiếu vào lúc 18:30 tối thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần. Cả nhà nhớ đón xem giúp mình. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo. Bye!